Giới thiệu cho anh em một chiếc cassette mono Aiwa nha. Con này là đời cổ nha anh em ha, hàng bãi Nhật về. Mọi hình máy thì còn đẹp lắm nha. Đây, model máy ở đây ha. TBR625. Con này thì nó sử dụng điện AC 100V, hàng do Nhật Bản sản xuất nha. Mọi hình máy thì con này là cái size của nó là 28 xăng nha. Nếu như anh em tính luôn ra tới cái mép của cái nút giờ đài này á, thì nó là 30 nha. Và chiều cao của con này là 18 xăng. Và đây là cái dòng cổ nha. Máy rất là nặng, cơ sắt rất là gấu. Và về phần cơ thì bên em đã dọn thay dây cua ro ha, chứ không có sửa chữa gì nha. Những cái dòng này là nó xuất âm biến thế nha. Nó chạy chèn xích to, sò mấy con ba chân đó, cho nên là chất âm của nó rất là mộc ha. Về cái chức năng của con này thì ở trên đây là cái bộ cơ thôi. Ở đây thì nó có hai cái con gạt chọn cassette radio, và ở đây là chọn AM/FM. Ở trên đây thì nó có hai cái nấm. Đầu tiên đây là nút mình chỉnh tông, và ở đây là chỉnh volume nha. Đó, chỉnh tông, chỉnh volume. Và loa thì con này nó sở hữu một cái loa 10 xăng ha, cũ móng ngựa. Và loa thì 7 màu, ruột gan con này rất là mới nha. Đó, anten đầy đủ nha. Đây, anten đầy đủ, anten này là anten đùi gà nha. Anten zin của nó nè, ngàm cài anten là vẫn còn ok hết nha. Nắp pin đầy đủ, chân pin đẹp nha. Đó. Rồi con này thì chất âm của nó thì em đánh giá là rất là hay ha. Và ở trên đây nó có để là monitor nè. Đó là cái dòng này là có thể là dòng kiểm âm ha. Tiếng của nó rất là hay nha. Rồi chiếc này em giao lưu cho anh em là cái giá là 1.100.000 nha, cho anh em về chơi trưng bày ha. Máy thì con này màu nó rất là đẹp. Kèm cho anh em một cuốn băng nội địa ha. Cuốn băng này băng một nước của Nhật về nè. Thì em đã chép rồi. Chế Linh, Giao Linh, Thiên Trang. Băng hộp vừa đầy đủ nha. Rồi em sẽ test trên cái cuốn băng này luôn. Mời anh em nghe một đoạn cassette nha. Lay nè. Volume. Thành phố nào nhớ không anh, nơi chúng mình tìm phút yên bình. Thành phố nào vừa đi đã hỏi, đường quanh co quyên gốc thơm dài. Chiều đang tây nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh. Một sáng nào nhớ không anh, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói quả, người đưa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc sau vườn, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần. Sử dụng dây cua ro và ron cao su và bánh nhông nha.
Về phần tua thì nó sẽ chạy bánh nhông cho nên nó rất là mạnh. Và con này lay á, thì nó sẽ sử dụng là ron đá cao su và một cái cốt, là cái cốt ron cao su nó nằm ở giữa cái rụt cáp tăng nè. Thì anh em lưu ý nha, bên em thì dọn những cái dòng này á, thì đều thay vào cái ron cao su giống như zin nha, chứ không độ chế nha. Đó. Và cái ron bánh đá á, thì cũng đã thay mới rồi. Cho nên là anh em yên tâm sử dụng nha. Lay rất là mạnh ha, à, lay cực kỳ mạnh luôn. Đó. Rất là mạnh nha. Rồi, về phần cơ thì nó hoạt động tốt nha. Riêng anh em lưu ý giúp em ha, những cái con mà auto stop á, thì con này nó sử dụng bằng, nó không sử dụng bằng bánh nhông, cho nên là riêng cái phần auto stop á, thì bên em không có dọn, không có can thiệp vào cái đó nha. Cho nên là tất cả những cái dòng máy cơ cổ á, thì bên em sẽ không bao cho anh em cái phần auto stop, anh em lưu ý giúp em nha. Hả? Thì có thể con nào nó về nó còn chạy được thì nó hoạt động được thì nó hoạt động nha. Còn nếu mà nó không hoạt động được thì thôi. Đó, cái phần này thì nói chung bên em không có bao. Đó, cho nên anh em cũng chú ý giúp em nha. Rồi giờ mình chuyển qua phần radio nè. Radio thì ở đây FM con này là 90 nha. Nhưng mà trong quá trình dọn á, thì thợ đã nâng sóng FM rồi. Thì con này nó bắt sóng cực kỳ tốt luôn. Hiện tại ở Sài Gòn nó bắt... 5-6 đài cực kỳ nét luôn nha. Đó, mặc dù là FM của nó 90 nha. Rồi bây giờ em sẽ test ha. Ở phía quảng trường, mở các máy hiên cửa hàng dược phẩm, nàng đã cho mời Lơ Khô đến và bảo với y: tôi cần một áo khoác, một áo khoác to, cổ dài có lót. Điểm mới của dự thảo là đưa ra phương án 1, đó là cả người lao động Việt Nam và người lao động là công dân nước ngoài làm việc trong các đơn vị sử dụng lao động trên lãnh thổ Việt Nam. Dự án của chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thông tin của các doanh nghiệp xanh, sản phẩm xanh. Rồi, FM nó bắt 5 đài và nó là cực kỳ nét luôn nha anh em ha. Rồi chuyển qua AM nè. AM thì mình gạt xuống ha. Thì không đồng thời có thành viên là người lao động thông thường và thành viên là người lao động. Rồi như vậy thì radio nó bắt sóng rất là tốt, FM AM nét căng luôn ha. Sử dụng điện 100V ở đây ha. Đó. Mọi hình máy thì đẹp nha. Rồi một chiếc máy mono, chất âm rất là hay và dòng cơ cổ, hàng bãi nhập về nha. Tình trạng thì để dọn học đồ hoạt động tốt ha. Giá em báo lại là 1,1 triệu nha. Kèm cho anh em một cuốn băng có chương trình sẵn, băng bìa hộp đầy đủ và băng chất lượng là chất lượng một nước Nhật nha, chứ không phải là băng đã xài ở Việt Nam nha. Con này thì kích thước nhỏ gọn, rất là nặng tay. Rồi anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ em qua số điện thoại em để trên bài hoặc là các bạn Zalo để em gửi thêm một số hình ảnh bên ngoài và đặc biệt là gửi thêm cho anh em vài cái hình ảnh bên trong máy để cho anh em tham khảo nha. Rồi cảm ơn em đã theo dõi hết cái video ha.